Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Trôi theo làn sóng, tập 10. Ao ao. Thật ngại quá, tôi mới ăn mì xong, đang muốn rửa tay. Chưa gõ cửa đã xông thẳng vào rồi. Ừ, không sao, muốn rửa mặt cho tỉnh táo. Ao ao. Ầm. Phù. Phù. Anh ấy không những đẹp trai mà còn dịu dàng và đáng tin cậy nữa. Có chút ngưỡng mộ Cố Thần Khải có thể quang minh chính đại mà nhìn anh ấy, được hưởng thụ sự chăm sóc của anh ấy trước đi bếp một ngày. Thằng nhóc này nhớ nhà, mấy tháng tập huấn vất vả này ngày nào cũng gọi điện thoại cho tôi. Mẹ à, thằng nhỏ tiểu thần này tính tình bướng bỉnh, may mà có tùy ý chăm sóc nó, nếu không thì tôi chẳng thể yên tâm để nó một mình. Nhưng đứa nhỏ này cũng rất đáng để tôi tự hào. Ngày mai là debut rồi. Ken. Ha ha. Ngưỡng mộ. Cô chú và mọi người cứ từ từ dùng bữa ạ. Cháu ra ngoài mua chút đồ. Đang tập luyện. Anh làm gì ở đây vậy? Ăn no rồi, muốn tiêu cơm bớp. Cái cây tráng miệng, muốn ăn không? Thơm quá. Bố mẹ Cao Minh mang đến đấy. Quê của cậu ấy ở thành phố Quan Nguyễn phía Nam. Ồ, có cần gửi lại gì đó cho người ta không nhỉ? Quê của anh ở đâu? Ở vùng này. Mẹ của tôi là người Giang Nam. Ồ, tốt thật. Trong 7 người, chỉ có 2 đứa mình không có người nhà đến thăm. Nhóm trưởng còn là người địa phương nữa. Nói gì cũng giống như chọc vào vết thương của người ta vậy. Người nhà của anh thì sao? Có đến xem buổi trình diễn không? Không đâu, bố tôi mất sớm, mẹ tôi cũng không biết đang phiêu ở phương trời nào nữa. Phiêu? Đúng, phiêu du. Thì là chơi bời thả ga ở bên ngoài, chẳng quan tâm đến cái gì khác nữa đấy. Lan, nghĩa là làn sóng đúng không? Chắc vậy. Phù, hôm nay ăn no quá. Cái tên này là bố tôi đặt cho, nhưng ông ấy mất sớm nên tôi vẫn chưa kịp hỏi. Xin lỗi, một ngày vui vẻ thế này mà tôi toàn nói đến chuyện chết chóc. Gì đâu, tuy bố tôi vẫn còn sống nhưng lại chẳng khác gì đã chết vậy. Ghê vậy sao? Xem ra bố của nhóm trưởng đã thật sự làm ra chuyện tấn tận lương tâm rồi. Không nói mấy chuyện không vui đó nữa, cạn ly nào. Vì tự do, vì ngày mai. Tôi vẫn chưa ăn đâu. Anh ăn đi. Xin lỗi. Ngọt quá. Mình đột nhiên lại bắt đầu mong chờ đến ngày mai. Cuộc sống rồi sẽ ngày càng tốt hơn, giống như ngày hôm nay vậy. Ngày đi bất, náo nhiệt. Ảnh hậu Tiếp Oánh đã nói chuyện với tôi đấy. Cậu không tưởng tượng được ngoài đời cô ấy đẹp thế nào đâu. Tôi sắp lên sân khấu rồi, 6 tiếng sau nói chuyện tiếp nhé.
chia sẻ số lạ. Alo, thằng ranh con, đổi số điện thoại vậy mà dám không nói với tao. Được mẹ, ai cho mày cái gan như thế hả? Mẫu chuyện nhỏ trôi theo làn sóng 2. Phòng thay đồ ở hậu trường. Miếng lót độn dày mua ở siêu thị. Mặc dù trên số liệu đã hạ thấp chiều cao trung bình của cả nhóm xuống rồi, nhưng vẫn không chịu cho tụi mình âm thầm nỗ lực hay sao?